đây sẽ là lượt thi cuối cùng của karaoke Bảo Tố. Chúng ta hãy cùng xem bài hát cuối cùng sẽ là bài gì nha. Xin mời hệ thống. Dòng thời gian. Xin mời âm nhạc. Cái bài này mình không hề biết luôn hết rồi. Từng ngày dài đông đảo, từng câu ca, từng ngày lặng lẽ sống với niềm đau, bình yên những giấc chiêm bao. Rồi qua một thời gian em trở về bên anh, rồi một thời gian yêu sớm tối giữa bầu trời nắng rõ buồn nơi. Thời gian qua đi bốn bề nhiều lần suy nghĩ, đời không thì tình yêu nơi đâu, vội vàng em không thấu. Thôi đừng làm chi để lại bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì, ngày tháng sau vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không bao nhiêu cho vừa. Và ngày giờ những sáng sao như dẫn thôi, cho bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta khiến thời gian trôi. Hàng hát cái anh bị quên tông luôn. Em thề với anh là em không hề biết bài này. Em bè nha. Và còn nhiều hơn trong gai, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắng mơ phai. Mai về nhìn lại một thời về nhìn lại yêu thương vẫn thế, giữa cơn đau nặng nề khốn khó lê thê. Thời gian qua đi nhiều bộn bề lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi thì vội vã. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ, cành lá sau lặng yên như thôi không mong nhớ. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Hát chung hát chung nữa hả? Ok. Bao nhiêu năm rồi, làm gì ta được gì, ngày tháng sao không đi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ, cành lá sau lặng yên như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Phiêu đen, phiêu đen. Có lẽ cho ta nhìn thời gian trôi. Ủa, nãy giờ là em có hát đúng lời không? Dạ không. Em có sửa lời đúng không? Em biết là em sửa lời hết trơn đó. Em xin lỗi mọi người, bởi vì thật sự là bài này em không biết. Hệ thống của chúng tôi đã có được đáp án cho phần vượt qua thử thách vừa rồi. Anh Will đã mang về cho mình được 3 lỗi ạ. Mang về cho đội mình được 3 lỗi.
Và chị Trà Ngọc Hằng thì như mọi người cũng đã thấy, chị ấy dường như là vừa đi tắm xong ướt hết cả người, mang về cho đội mình tới 9 lỗi sai à. Như vậy là chiến thắng ở trong vòng này đã thuộc về đội Lưu Loát. Xin chúc mừng đội Lưu Loát. Chiến thắng đầu tiên anh ơi. Và dù sao thì chúng ta cũng có một cái chiến thắng duy nhất ở trong ngày hôm nay. Cũng nở mày nở mặt em nhỉ. Một chút vinh dự đã về lại với đội em. Như vậy là chiến thắng chung cuộc của ngày hôm nay, tất nhiên không cần phải nói, đã thuộc về đội Kiếm Lời.